Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, nơi ở của người Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Nương tử, ta sai rồi, ta thật sự là sai rồi. Đừng vặn tay của ta, chút nữa ta còn phải giúp Kim Mộc Thông viết văn chương. Nếu không thì đừng đánh ở đây. Chúng ta quay về nhà rồi đánh có được hay không? Ta không đánh chàng, Kim thị gia dạy bảo, nữ tử không được đánh chồng của mình. Sống, sống lại rồi. Mộc Lan sao vậy? Bởi vì mình đã giúp cô ấy thắng hay sao? Muốn cho mình một chút phúc lợi, sao đột nhiên lại như vậy? Phu quân cặn bã, chẳng phải ngoan biết hay chưa? Tiếp theo, thẩm tra lang kiểm tra cơ sở dữ liệu trí não, từ trong rất nhiều tác phẩm văn hào, lựa chọn và đạo văn ra một bài luận, một bài thơ. Phòng của Kim Mộc Thông, đứa trẻ này mỗi ngày viết hơn vạn chữ. Khủng bố như vậy, có tiềm năng sẽ trở thành một đại văn hào. Ê béo, đừng chép cái lúc đầu nữa, chép bài văn mới và bài thơ mới này đi. Đây chính là đề bài ngày mai. Thật ra, anh rể mặt của anh. Ơi, bị chị em cắn thế nào? Đây là chuyện đáng tự hào sao ạ? Đương nhiên rồi, vì nữ nhân cắn em, bởi vì cô ấy yêu em đó. Chị gái của em, yêu ta yêu sâu đậm, cho nên cắn sâu, nhưng cô ấy lại không nỡ cắn thật. Càng không nỡ để lại vết sẹo trên mặt, cho nên mới níu lại dấu răng hoàn mỹ này ở trên mặt của ta. Đây là đại diện cho cảnh giới cao nhất của tình yêu. Giải thích tình yêu của chị gái em đối với ta đã đến trình độ cao nhất. Anh rể, anh đang đùa hay sao? Rõ ràng là nói hưu nói vượn, nhưng hình như là có chút đạo lý. Ôi, loại chuyện này em sẽ không hiểu đâu. Thì trạch như em, ngoài chó con có thể cắn, thì sẽ không có nữ nhân nào cắn em đâu. Thẩm lãng, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh đợi đó cho em, anh đợi đó cho em. Sau này Kim Mộc Thông mình sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Biến đau thương thành sức mạnh, biến đau thương thành sức mạnh. Mình sẽ biến đau thương thành sức mạnh. Đường Duẫn, ngươi đợi đó cho ta. Ngươi không phải chính là thám hoa hay sao? Không phải chính là người đứng thứ ba của thi đình hay sao? Văn Chiến, ngày mai ta nhất định là sẽ đánh bại ngươi. Ta nhất định sẽ để các ngươi biết. Phì Trạch cũng không dễ bắt nạt đâu. Phì Trạch cũng sẽ nghịch thiên. Nghĩa nào Mỹ Nam các ngươi muốn làm gì thì có thể làm cái đó hay sao? Ngày mai Kim Mộc Thông ta sẽ làm cho mọi người kinh ngạc. Khu vực săn bắn Nộ Giang, nơi trú quân của Tấn Hải Bá. Tấn Hải Bá không cần căng thẳng, tiếp theo vẫn còn hai trận, Đường Duẫn đấu với Kim Mộc Thông. Vậy chắc chắn phải thắng. Cho nên mấu chốt của trận chiến ngày mai, Tấn Hải Bá, trận chiến ngày mai ngươi có thể chắc chắn sẽ thắng hay không? Có, bởi vì mỏ sắt có chất lượng càng cao, thì sắt rèn ra sẽ càng tinh khiết và vững chắc. Cho nên dù là áo giáp hay là sắt hay là vũ khí, đều luôn hơn hẳn Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Đây là sự thật, Tấn Hải Bá dùng đảo Kim Sơn thu qua mỏ sắt, tạo ra áo giáp và vũ khí tốt nhất Việt Quốc. Một phần năm trang bị của quân đội Việt Quốc đều đến từ xưởng sắt của Phủ Bá Tước Tấn Hải. Cho dù là Phủ Bá Tước Huyền Vũ cho vay trang bị, cũng không thể nào tốt hơn so với nhà Tấn Hải Bá. Càng huống hồ Phủ Bá Tước Tấn Hải Bá không những bảo tồn được sắt chất lượng tốt nhất, còn bí mật nghiên cứu chế tạo ra phương pháp phối chế mới, làm cho sức chống đỡ của áo giáp và vũ khí được sản xuất ra tăng lên 10%. Chỉ là trận chiến đấu võ, nhà ta tất nhiên sẽ thắng. Không, không đơn giản như vậy. Thái thú đại nhân, mời ngài đi theo ta. Nhà kho tạm thời của Phủ Bá Tước Tấn Hải Bá,
Thái thú đại nhân, mời ngài xem thanh đao này. Đao tốt, nhất định là đao tốt. Thanh đao này còn tốt hơn so với nhà ngươi trước kia, thậm chí còn tốt hơn đại đao của đội quân tinh nhuệ nhất. Thái thú đại nhân mời xem, đây là kiếm tốt nhất của phủ bá tước Huyền Vũ. Độ tinh khiết kém quá, chất lượng sắt không tinh khiết, màu sắc cũng khác nhau. Thử nghiệm một chút cho thái thú đại nhân xem. Vâng. Không cần ta tự mình làm. Lợi hại. Mời trương thái thú dùng đao nhà ta chém áo giáp của phủ bá tước Huyền Vũ. Võ sĩ tinh nhuệ của hai nhà bọn ta ngang tài ngang sức, nhưng trang bị vũ khí của nhà ta luôn luôn hơn hẳn, cho nên trận chiến lần này chắc chắn sẽ thắng. Thái thú đại nhân, bây giờ ngài đã có thể yên tâm hay chưa? Tranh chấp đảo Kim Sơn trước đây, người đấu võ của nhà thua có thắng có, nhưng ở trận chiến này nhà ta chưa bao giờ thua. Đường Viêm trước đây cũng chưa từng thua, tuyệt đối không thể nào nơ nà, nhất định là phải hết sức cẩn thận. Ta đi tìm Tịnh An Bá, còn có nhị công tử của Trấn Viễn Hầu, mượn người của bọn họ, mượn cao thủ trộn lẫn vào trong quân đội của người, tham gia trận chiến ngày mai. Quân đội riêng của phủ bá tước Tấn Hải Bá và phủ bá tước Huyền Vũ tuy tinh nhuệ và lại không thiếu gì cao thủ, nhưng suy cho cùng, tổng số chỉ có mấy nghìn người, cao thủ đạt trình độ cao nhất bên trong cũng không có nhiều. Mượn người trong thời điểm này sao, chi phí phải trả sẽ rất lớn. Có thể lớn như nào, so sánh với việc thắng thua của đảo Kim Sơn, thì chút chi phí này tính là cái gì? Tấn Bá Hải, ngươi đừng tự nhầm lẫn, chỉ cần có thể bảo đảm mắt thắng, phủ bá tước Tấn Hải Bá ngươi chắc chắn là không thiệt. Nhưng nếu tình huống như trận đầu tái diễn, vậy các ngươi gặp phiền phức rồi. Mời Lam Cung Bình công tử và Tĩnh An Bá vào đây, ta đi mở miệng mượn người cho các người. Vâng. Được, vậy đành dựa vào thái thú đại nhân vậy. Ta cần đi bẩm báo chuyện này lên Vương Thúc Linh Khởi. Chuyện này có cần thiết hay không? Khu vực săn bắn của Lộ Giang, nơi ở của hai vị trọng tài. Trương Sung mang chuyện mượn quân của Tấn Hải Bá nói cho Linh Khởi biết. Trương Lộ Giang, chuyện này ngươi không nên nói với ta. Sung không dám che giấu. Ta năm nay đã 7-8 tuổi, ta vẫn muốn vãn tiết bất bảo. Việc làm này tuy đê tiện, nhưng cũng không tính là gian dối. Tranh chấp đảo Kim Sơn trước đây cũng đã từng có tiền lệ. Phủ bá tước Huyền Vũ 40 năm trước cũng đã từng mượn võ sĩ của các quý tộc khác để tham gia trận chiến. Nhưng bởi vì vũ khí trang bị khác xa nhau cho nên vẫn thua. Chuyện này ta cần phải thương lượng với hai người ngoài kia, ngươi đợi một lát. Vâng. Một lúc sau, Vương Thúc Linh Khởi lại lần nữa tìm đến Trương Sùng. Trương Lộ Giang, vẫn cần công bằng chính trực. Nếu bá tước Tấn Hải Bá có thể mượn người, vậy bá tước Huyền Vũ cũng có thể mượn người. Ý của quốc vương đương nhiên là phải giữ vững, nhưng điều kiện trước tiên là phải công bằng bình đẳng. Nếu không, cho dù có thắng cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín của quốc vương. Một là một, hai là hai. Tiếp theo, đừng mơ rằng chúng ta sẽ thiên vị mà làm rối kỷ cương trong quá trình cân nhắc và quyết định. Nhất là văn chiến, hai văn chương này là phải công khai cho thiên hạ. Chúng ta không thể nào văn tiết bất hảo. Sung không dám. Vậy thì tốt, đi đi. Tuy không bằng lòng nhưng Tấn Hải Bá vẫn hoàn thành giao dịch mượn người. Phủ bá tước Tấn Hải Bá phải trả 3 chiếc tàu biển cho việc mượn 20 cao thủ đạt trình độ cao nhất trong quân đội của Trấn Bắc Hầu. Lại phải trả 3.000 mẫu đất cho việc mượn 10 cao thủ đạt đến trình độ cao nhất trong quân đội của Tịnh An Bá. Tuy là sư tử há to miệng, nhưng Đường Luân không cần tự mình ra mặt, mà trực tiếp lấy tài sản của phủ bá tước Huyền Vũ tiến hành để giao. Đường Luân đang dùng tài sản của phủ bá tước Huyền Vũ đi thu mua cao thủ tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ. Ngay khi Đường Luân chuẩn bị bắt đầu, chuẩn bị quân đội, một vị khách mà ta không ngờ đã đến. Chỗ ta có 10 tân binh, muốn vào phủ bá tước Tấn Hải rèn luyện một chút. Điều kiện,
Không, chỉ đơn thuần là muốn rèn luyện một chút. Phủ hầu tước Trấn Viễn người là thủ lĩnh tầng lớp quý tộc lâu năm, và lại còn có quan hệ thông gian, thông gia với bá tước Huyền Vũ. Không mượn người cho phủ bá tước Huyền Vũ, ngược lại còn đặc biệt thừa cơ hội hãm hại bọn họ hay sao? Phủ hầu tước Trấn Viễn lại vô sỉ đến mức này. Ấy, người khác mượn người đều yêu cầu lợi ích lớn, Trấn Viễn các ngươi lại cho mượn không? Trấn Viễn hầu cống hiến cho chính sách mới, Sung vô cùng cảm kích, ngày khác nhất định là sẽ bẩm báo lên quốc vương. Gia tộc Tô thị của ta làm việc như là ngựa thầm nước gió tung bay, sao phải giải thích với ai? Mục đích thật sự của Tô gia là gì?